Hello các bạn, đây là mình đây. Nửa tiếng kia mình bật chấm có trở lại với Mini World. Ok, thì tuần trước mình cũng có xem một căn bên này rồi này. Đây, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem thêm một căn nữa. Căn này thì nó sẽ cũng có một cấu tặng, nó giống như là một căn cũng cách đây tầm 1-2 tháng rồi. Đâu tầm 1 tháng rồi mình có xây. Chắc là bạn mình xây đoạn này. Thì đâu, cái đoạn thumbnail chắc bạn cũng nhớ rồi nhỉ. Thì cũng như cái trước thôi, mình cũng sẽ kéo. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với việc là kéo này đoạn cầu thang này ra tầm 4 block, ra 8 block chứ. Tức là 4. Hơi dài quá rồi. Và căn nhà cũng sẽ cao như cái căn lần trước là 4 block nhé. Đấy, nó sẽ vẫn cao 4 block. Mình thấy 4 block là vẫn là một khoảng rất là đẹp. Bên này thì cũng sẽ như vậy, nhưng mà là những block bên này cũng y chang. Còn cầu thang ấy thì chắc là các bạn cũng có xem qua kênh mình, có xem kênh mình chắc là cũng biết block cầu thang đấy nhỉ. Đấy, mình cũng phải nhận là việc xây cầu thang ấy, cái này làm xong số những cái cửa gọi là cực hình, bởi vì nó rất là khó và nó vô cùng mệt mỏi. Mà đâu là kiểu gì nó cũng phải ra như này thì nó mới chịu. Rồi nó hay bị làm sao với bạn, nên là đây cũng gọi là một số những phần tốn ra nhất của mình. Rồi đoạn này thì mình cũng sẽ xây nốt. Rồi vậy ta đã qua được phần cực hình, thẳng ra nó rất là khó khăn và mệt nhọc luôn ý. Tay nhau đến phần bên này nhá. Bên này mình sẽ kéo dài ra 10 block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 block. Bên này cũng 10 block. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái bên này nữa. Cũng 10 block. Và sẽ kết nối bên này. Như vậy. Đủ chưa? Lại thì nó sẽ 11 x 11 các bạn ạ. Bên này sẽ là 15 block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 15 block, bên này cũng 15 block. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đủ chưa nhỉ? Yes sir, đủ rồi. Phần còn lại thì mình sẽ bắt đầu kết nối từ đây. Nha, từ đây. Kéo ra cho mình 4 block. Như này. Ra đây cũng là 4 block. Đây. Và căn đúng vị trí chỗ này. Và mình sẽ kéo ra. Rồi. Vậy là mình xong được phần này. Cái phần bể bơi và phần chậu khu kể đấy. Sẽ kéo xuống đây 15 block nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đây, 15 đây. 15 block. Cái bên này cũng đơn giản đấy. Kéo hết qua bên này. Kéo hết, miễn sao là bạn kéo từ đây nó sẽ cắt đoạn kia là được. Rồi vậy cắt thêm một đoạn vài đoạn nữa. Rồi chúng mình hãy cùng nhau đến với phần kéo hết đồng này lên nhá. Bạn sẽ patch đồng hết đồng này lên. Ok, để mình tí. Ok,
Vậy là mình đã hoàn xong hoàn thành gần như là hoàn toàn bộ phần đế này rồi, chỉ còn lại một vài phần mình chưa fill nữa thôi. Và như bên này nó là vậy là xong rồi, xong cái phần khung phần đế. Tiếp theo mình sẽ đến với cái phần đường đi cho cái phần đế nhé. Mình sẽ kéo nó là ra đây, kể từ đây kéo ra là 4 block, 1, 2, 3, 4. Và bắt đầu lắp bên này sang đến hết chỗ này. À, nhiều khi mình hay lại đặt nhầm này các bạn ạ. À, đau quá. Bạn này bạn sẽ làm cho mình như này nhé. Bạn này sẽ kéo xuống cho mình 3 block. Bạn này sẽ là 4 block. Và mình sẽ kéo tiếp nữa. Như này. Sẽ kéo nó xuống rồi như này. Vậy là mình đã hoàn thành. Mình sẽ sử dụng một ít gỗ để mình làm. Và mình tạo đèn gỗ là các bạn biết rồi đây. Bầu trời gỗ đến chỗ nào cũng thấy, chỗ nào cũng thấy gỗ. Và khi có gỗ rồi thì sẽ làm gì? Đặt lại đây. Mình vẫn không thích cái cơ chế cây của My Mini World lắm, vì nó tốn cho mình khá là nhiều thời gian để mình đặt một lớp gỗ bên dưới, sau đấy nó mới cho mình đặt lá lên thì nó mới không bay mất, chứ không mình mà đặt lá luôn thì nó sẽ biến mất. Mình không thích cơ chế này của Minua thật lắm, nhưng mà thôi, thế này cũng là một hay để Minua tạo ra một sự khác biệt lớn với Minecraft. Bùm, vậy xong rồi. lý do mình lắp một cái đoạn không gỗ xung quanh này thì tí nữa mà sẽ hiểu nhé, dễ mà. Đoạn này thì mình sẽ phá đi và thay thế full là bằng gỗ bạch dương để mình làm cái quạt bên này như này. Sẽ chép lốt. Bên này cũng như vậy, phá bớt đi. Bên này mình sẽ không cần đến. Nhìn bên này thì cần đấy. Đặt xuống một block và lắp nó lại. Sử dụng đến kính trong suốt để đặt ra chỗ này. Chỗ này nữa. Sẽ lõm vào trong một block. Sẽ lõm vào trong một block nhé các bạn. Đoạn này thì bạn sẽ đặt lên đây. Đặt ra đây 2 ô. Cách đến chính xác cái độ đoạn này này. Và tầm block. Nhớ là nó phải chính xác chỗ này nhé. Tiếp tục bật cách vào đây 5 ô, 1, 2, 4 và 5. Để block số 6. Chỗ này thì mình sẽ đặt ra một cái phần góc như này. Còn chỗ này thì như này. Còn lại là mình sẽ lắp thêm kính nữa thôi là ta sẽ hoàn thành. Bim. Hơi xa. Rồi, tiếp theo là mình sẽ bắt đầu với chiến thuật mà thôi, với cách làm mà mình hay làm nhất. Thì là nhìn bảng các lớp của căn này lên. Cái cách này thì nó đơn giản, hiệu quả.
Nhưng mà dù không sáng tạo rồi, xin tôi không bỏ cái máy này thì tôi sẽ chết. 3, 4, 3, 5. Đúng chưa? 1, 2, 3, 4. Chưa đúng không? Perfect. Rồi, cũng 5 block rồi. Căn này thì mình cũng... xin lỗi giọng mình hơi khan tí nhá. Rồi, trả lại rồi đây. Cái căn này mình cũng sẽ chỉ làm một tầng sàn này, làm về quá nhìn hơi xấu xấu các bạn ạ. Cái này mình cũng làm thử rồi, làm dài 2 block ấy, nhìn nó rất xấu xấu rồi gì, không đẹp. Fuse bên này thì mình làm bên này. Rồi, vậy là chúng ta đã xong được cái phần này rồi. Mình sẽ tiếp tục kéo phần này lên thêm một block nữa. Làm gì nhỉ? Mình sẽ lấy một mảnh thủy tinh trong suốt nhé. Và rồi mình sẽ tiếp tục làm thêm đoạn này. Xong thì mình sẽ tiếp tục copy. Mình vừa công nhận là cái cách làm này nó rất nhanh bạn ạ. Tiết kiệm cho mình khổ thời gian được. Rồi, vậy là cái phần đằng sau này đã ổn rồi. Chỉ còn phần trên này thôi. Phần trên này thì các bạn cứ bám theo phần bên dưới các bạn làm. Không có gì khó hết. Bên dưới như nào? Bên trên y. Vậy. Chỉ có đoạn này thôi. Các bạn bắt đầu từ đoạn này. Một block. 2, 3 và 4. Đến block thứ 5 bạn đặt ra. Đoạn này thì bạn mình sẽ phá đoạn này đi. Phá đoạn này đi là còn phá đoạn này 4 block nhá. Để khi mình đặt chỗ này thì nó sẽ còn lại 3 block. Đây. Thêm một cái nữa. Rồi như này. Đây nó sẽ có được một viền nhưng mà kéo ra đây 5 block. Tại vì đã cái gì đấy sai sai nhỉ? Hơi sai sai thật. Phải dài tận đây chứ. Cả chỉ cách 2 ô thôi nhá. Mình có nhìn lại cái ảnh mình đang xây thì mình nhận ra là mình sai sai, mình xây sai sai. Xong để ý lại thì mình phát hiện ra là mình xây sai thật. Còn nếu bạn trở lại một block nhá, để tí nữa mình còn mình chọn làm phần viền bên ngoài các bạn, phần viền cho đỡ bị xấu xấu. Rồi tại bên này nữa, phần này thì mình sẽ sử dụng được trong suốt nhá, không được tính đen nữa. Rồi mình sẽ đặt ra một block chỗ này này. Bên này cũng như vậy, một block. Đây sẽ là mấy khoảng như kiểu là góc nhìn siêu lớn ấy bạn. Cái này như vậy. Vậy là mình đã kết thúc rồi. Lớp kính nữa là còn lò này. Căn này mình đã dễ, rất dễ. Rồi, vậy là mình đã có được cái tầng 2. Có được cái tầng 2 rồi thì copy. Đơn giản.
năm. Xong. Máy mình còn 19%. Đủ đấy. Vì mình xây sắp, mình xây xong nơi rồi. Không sợ. Đoạn này mình chỉ lắp máy lại thôi. Nên không chả có gì đặc biệt cả. À, đoạn kia tí nữa mình cũng sẽ phải nâng lên thành hết lớp để cho nó có sự cách biệt nha các bạn. Cả bên này nữa mình cũng sẽ nâng lên làm hai lớp để có một sự cách biệt nhất định giữa cả hai, giữa hai bên. Đặt block ra đây, đặt ra đây, vậy là xong. Chúng mình đã có được một căn biệt thự rất là đẹp. Thực ra chưa xong đâu, còn phần đằng trước nữa, nhưng phần đằng trước thì đơn giản, chỉ có cái bonsai là hơi khó khó ấy. Nhưng mà cái bonsai thì mình cũng không hướng dẫn các bạn xây đâu. Cái cần cây đấy mình xây đúng rồi. Mình sẽ chỉ để cho nước sâu 2 block rồi. Một block còn lại mình bỏ. Bởi vì là 2 block mình sẽ rất là đẹp. Và nó cũng kiểu không phải trang trí quá nhiều các bạn. Mình sẽ tiện hơn cho mình. Rồi, như này. Vậy là mình xong được phần bể bơi này. Bên này sẽ là cái phần chậu cây các bạn. Hai căn trước mình sẽ phong cách này thì mình cũng có một cái chậu cây bên này. Và mình sẽ để một cái cây như kiểu là cái bonsai các bạn ạ. Mà hôm nay thì video cũng khá là dài đây. Thế là mình quyết định là sẽ không xây cái cây bonsai nữa. Mình sẽ để đấy và mình sẽ bùng phát sẽ ra cây bonsai. Sẽ hiểu đúng không? Tí. Mình làm nó cái bể bơi đã, xong rồi mình hướng cho các bạn xem luôn. Nào ra đây. Dạ. Ok. Xong rồi. Không hiểu sao như là hiện lại một rừng nhỉ. Không hiểu. Rồi vậy đây là cái cây mình xây. Từ vừa nãy mình dừng ấy thì cũng đơn giản đây, cũng chả có cái gì nói nên là mình skip qua luôn. Các bạn cũng chẳng biết dừng kiểu gì, mình chỉ lắp thêm ít lá nữa bởi vì là căn này với các bạn đã hoàn thành rồi, chỉ thêm ít lá, ít thêm vài cái hàng rào nữa, thêm ít đèn, đèn đóm bên trong, thêm ít cầu thang là xong. Nó cầu thang cũng cái căn này cũng dễ rồi, không khó. Đây là bên này đã xong, còn cái phần này đây, phần này chả có gì khó, chỉ là lớp cái cái đêm bên ngoài làm hàng rào bảo vệ phòng dự bị nữa là xong. Xong bên hồ bơi nữa, bên hồ bơi thì không khác gì, cứ bo xung quanh thôi là xong. Nhưng bên hồ bơi mình sẽ phải bo lên bên trong nữa các bạn ạ. Thì cho nó như kiểu là bảo vệ từ bên trong nữa này. Như vậy. Đỡ rơi xuống hồ bơi. Xong. Vậy là coi như là căn này đã hoàn thành rồi. Mình sẽ làm thêm một ít cây cối nữa. Là căn này phải gọi là hết nước chấm rồi. À không, trừ cầu thang ra. Cầu thang xong cái căn nhà này đúng chuẩn là rất là khó để xây. Thực ra bảo khó thì không khó, mà bảo dễ thì chả phải dễ. Nó theo kiểu khó hiểu ấy các bạn. Cầu thang của mấy căn địa dạng này nó sẽ khá là khó hiểu, thường sẽ nằm trong cái cục màu xám xám mà
mình xây này, cục xám này, cục xám lớn lớn này, nó sẽ là khu vực để cầu thang nhé. Nên là và cách xây cầu thang nó cũng chả bình thường tí nào, nó vòng vèo, nó uốn cong, nó kỳ quặc, nó kỳ lạ. Tóm lại là rất là khó để xây. Mấy cái hồi lần đầu ấy mình xây thì mình cũng tốn thời gian lắm, đợi tiếng gì đấy. Lý do nằm ở lý do mà sao nó lên đến nửa tiếng thì đấy là một câu chuyện buồn cười. Buồn cười thôi, mình không biết phải xây như nào nên là mình cứ đập đi phá lại, phá đi đập lại, tóm lại là siêu dài. Mà đừng lo, bây giờ mình đã khai triển được kỹ năng được kỹ năng chứ kỹ năng đặc biệt mới xây phạm luôn. Cái kỹ năng này thì đó là kinh nghiệm, nhưng mà dễ. Vậy đọc một cái xuống dưới, tiện thể lấy luôn bản mẫu tinh chế. Lặp lại. Rồi tiếp theo là mình sẽ phải xác định được tầng 2. Chà, một câu chuyện khó khăn đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Thì đây sẽ là tầng 2 đúng không? Đúng rồi. Chính xác đây là tầng 2. Đập qua một hàng như này. Mình sẽ bắt đầu từ khoảng, từ cách ra 4 ô nhé các bạn. Cách ra 4 ô. Này. Một block nữa. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Trên này thì mình sẽ để một ít trên này. Đâu? Cái lan can bé bé trên này. Cho nó an toàn. Xong rồi đấy. Vậy là căn biệt thự này đã hoàn thành rồi. Nếu bạn thấy video này hay và thú vị thì đừng quên để cho mình một like, một subscribe, đừng quên nhấn vào cái chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.